Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Một hôm, Đức Giêsu phán với các môn đệ: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, bởi vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Tacitus của đế quốc Roma vào thế kỷ thứ nhất, trong tập sử ký của ông có ghi lại cuộc bắt hại đầu tiên mà giáo hội phải trải qua như sau. Roma năm 64, hoàng đế Nero để dẹp bỏ tiếng đồn tố cáo ông là người đã nổi lửa đốt thành Roma, đã ra lệnh lùng bắt những người mà dân chúng gọi là Kitô hữu. Một đám đông vô kể bị bắt giữ vì bị tố cáo không những đã gây ra cuộc hỏa hoạn, mà lại còn thù nghịch với các thần minh và nhân loại. Tất cả đã bị đem ra chế giễu và bị hành hạ cho đến chết. Một số bị gói trong những mảnh da thú và quăng cho chó cắn xé. Một số khác bị thiêu sống. Như thế, khi màn đêm vừa buông xuống, người ta dùng họ như những bó đuốc để soi sáng ban đêm. Nhiều người khác bị đóng đinh cách dã man. Cảnh tượng ấy diễn ra trong các vườn thượng uyển của Nero, cũng như tại hí trường. Nó dã man đến nỗi đã làm cho dân chúng xúc động và thêm bất mãn. Trên đây là trang sử đầu tiên trong lịch sử các cuộc bắt hại giáo hội đã trải qua từ 2000 năm nay. Ở đâu có giáo hội, ở đó có bắt hại. Thánh Gioan khi ghi lại đoạn tin mừng hôm nay cũng nhìn thấy trước mắt cảnh tàn sát dã man mà các tín hữu tiên khởi đã trải qua dưới thời Nero. Cũng như các tín hữu tiên khởi, chúng ta được giáo hội cho lắng nghe chính những lời loan báo của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã bị bắt hại cho đến chết. Do đó, tất cả những ai làm môn đệ người cũng rất có thể sẽ đi con đường ấy. Đó là một tất yếu, dù sống trong hoàn cảnh hay xã hội nào, bị thế gian thù ghét là phần số của người Kitô hữu. Điều đó không làm cho người Kitô hữu phải ngạc nhiên, bởi vì cuộc sống của họ là một cuộc sống đi ngược dòng. Bị thế gian thù ghét không phải là điều bất thường đối với thân phận làm Kitô hữu. Cái bất thường trong thân phận Kitô hữu chính là cuộc sống dễ dãi, thỏa hiệp, chạy theo dòng thác của thế tục. Trong xã hội chúng ta đang sống, người Kitô hữu luôn là mục tiêu công kích của rất nhiều người. Tại sao họ lại chống đối chúng ta? Vì chúng ta sống để làm chứng cho Thiên Chúa là sự thật. Trong khi đó, vốn quen sống trong sự dối trá, họ sợ sự thật, họ công kích, loại trừ chúng ta ra khỏi cộng đồng, lôi kéo nhiều người cùng chống đối chúng ta vì họ sợ sự thật. Họ sợ những kẻ làm chứng cho sự thật. Thế nên, chúng ta bị loại trừ là điều khó tránh khỏi.
là những người đứng về phía sự thật, làm chứng cho Thiên Chúa. Chúng ta buộc phải chịu hy sinh. Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết trước điều đó. Người muốn chúng ta sẵn sàng để đón nhận mà không sợ hãi, không trốn tránh. Để được như thế, chúng ta rất cần sự trợ giúp của người. Thế nên, ta phải siêng năng chạy đến với Chúa. Xin cho mình dám can đảm, vượt qua những nỗi sợ hãi, vượt qua mọi lo lắng để làm chứng cho người, bất chấp việc bị ghét bỏ hay loại trừ, vì chúng ta thuộc về người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con biết rằng theo Chúa quả thật chẳng dễ dàng. Chúa không mập mờ, không giấu giếm, nhưng đã cho chúng con biết số phận của mình, bị người đời ghét bỏ. Tuy yếu đuối, chúng con vẫn sẽ luôn bước đi theo Chúa vì chúng con biết Chúa luôn ở cùng và tiếp thêm sức mạnh cho chúng con. Amen.